Chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cách làm sao để không bao giờ bị nghèo. Như các bạn cũng đã biết thì ở trên mạng đã có rất nhiều video nói về cách làm giàu, tư duy làm giàu rồi, nhưng rất ít video dạy chúng ta cách làm sao để không bị nghèo. Một khuyết điểm của những nội dung dạy làm giàu đó là thứ nhất, nó đánh vào phần tư duy và truyền động lực là chủ yếu. Thứ hai, nếu như có phương pháp, có cách thức cụ thể rõ ràng thì đòi hỏi các bạn phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực để có thể đạt được kết quả. Và cũng chưa chắc là khi các bạn xây dựng xong tất cả mọi thứ thì phương pháp đó nó vẫn còn khả năng kiếm ra tiền cho các bạn. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói về cách làm sao để trở nên giàu có, nhưng Văn sẽ chia sẻ với các bạn 6 cách để đảm bảo các bạn không bao giờ có thể nghèo được. Và đặc biệt, đây là 6 cách cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được mà lại không mất quá nhiều thời gian của các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ công ra thực hiện một lần, nhưng các bạn có thể hưởng được lợi ích tới mãi mãi về sau. Phương pháp thứ nhất mà Văn muốn chia sẻ với các bạn đó là kiểm soát lời nói. Theo số liệu thống kê thì trung bình mỗi người chúng ta có khoảng 60.000 lượt suy nghĩ mỗi ngày. Tiếp theo là có khoảng 22.000 lượt hít thở. Và đối với giao tiếp thì trung bình mỗi người chúng ta sử dụng từ 7.000 cho tới 20.000 từ mỗi ngày, tùy vào tính chất công việc và tính cách của mỗi người. Vậy thì theo sau việc suy nghĩ và hít thở thì giao tiếp chính là hành động mà con người chúng ta thực hiện nhiều nhất mỗi ngày. Các bạn hãy thử nhớ lại xem có bao giờ các bạn đã từng sử dụng những câu như là: tao hết tiền rồi, tao nghèo lắm mày ơi, tao cày như trâu vậy, tao đang nợ như chú chỏm nè. Tất cả những câu trên nếu các bạn lâu lâu các bạn sử dụng một lần thì không sao cả. Nhưng nếu các bạn cứ lặp đi lặp lại và nó giống như là một câu cửa miệng hàng ngày của các bạn thì đó là một điều rất nguy hiểm. Bởi vì đây chính là nguyên nhân mà cái nghèo nó tìm tới các bạn. Bởi vì khi một câu nói mà được lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó không còn là một câu nói bình thường nữa mà nó đã trở thành một câu ám thị. Và cứ như vậy, câu ám thị này nó sẽ ám vào cuộc đời của chúng ta. Và kết quả là vũ trụ sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội để bạn được nghèo, được hết tiền, được cày như trâu và được nợ nần khắp nơi. Vì vậy, để không bị cái nghèo nó ám vào người thì chúng ta cần phải kiểm soát từ ngữ mà chúng ta sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Hạn chế sử dụng những từ ngữ như là nghèo đói, khó khăn, vất vả, nợ nần, túng thiếu, v.v. Thì đây chính là cái liều vaccine đầu tiên để giúp các bạn không bị nghèo. Cách thứ hai mà Văn muốn chia sẻ với các bạn đó chính là lập trình tư duy. Có một cuốn sách mà Văn luôn khuyên các bạn nên đọc để cải thiện khả năng học tập của mình, đó là cuốn sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế của tác giả Adam Kuhn. Đây là một trong những tác giả đầu tiên hướng dẫn về cách vận dụng tiềm thức và lập trình tư duy. Khi mà Văn đọc hết tất cả các cuốn sách của Adam Kuhn thì Văn phát hiện ra một điểm chung rất đặc biệt, đó là đằng sau tất cả sự thành công của ông đều bắt nguồn từ một câu ám thị. Khi ông viết cuốn sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế thì câu ám thị đó là người ta có thể tài giỏi thì tôi cũng có thể. Khi ông viết cuốn sách Bí Quyết Trắng Tay Trở Thành Triệu Phú thì câu ám thị của ông đó là người ta có thể trở thành triệu phú thì tôi cũng có thể. Thì đó là câu ám thị khởi nguồn cho tất cả những thành công của Adam Kuhn sau này. Khi các bạn tin là mình có thể thì các bạn sẽ tìm cách để thực hiện nó. Khi các bạn tìm cách để thực hiện nó thì vũ trụ sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội để bạn có thể hiện thực hóa điều đó. Và ngược lại, nếu như các bạn không tin là mình có thể trở nên giàu có thì chấm hết, không có chuyện gì xảy ra sau đó cả. Để lập trình lại tư duy và tin rằng mình cũng có thể trở nên giàu có thì mỗi ngày các bạn cần phải lặp lại câu ám thị đó là người ta có thể trở nên giàu có thì tôi cũng có thể. Người ta có thể trở thành triệu phú thì tôi cũng có thể. Và các bạn hãy luôn đặt cho mình những câu hỏi như là làm sao để trở nên giàu có, làm sao để kiếm thật nhiều tiền, làm sao để có được thật nhiều nguồn thu nhập thụ động. Khi các bạn lặp đi lặp lại những câu ám thị này đủ nhiều, nhiều tới nỗi nó ghim sâu vào trong tiềm thức của các bạn, nhiều tới nỗi nó thấm vào từng tế bào của các bạn, thì lúc này những câu ám thị đó nó sẽ trở thành một phần trong cơ thể của các bạn. Các bạn biết đó, mỗi phút, mỗi giây, mỗi thời khắc mà chúng ta tồn tại thì chúng ta đều đang tạo ra những rung động. Và những rung động này tương ứng với tần số của chúng ta. Hay nói cách khác là bản chất con người của chúng ta tốt xấu như thế nào, chúng ta sẽ phát ra một sự rung động tương ứng. Sự rung động này nó chính là tổng hòa của tất cả những gì thuộc về bản chất con người của chúng ta. Cái gì các bạn có thể làm giả được, nhưng sự rung động mà các bạn tạo ra thì không thể nào giả được. Và khi một câu ám thị nó đã trở thành một bộ phận trong cơ thể của các bạn thì mỗi thời khắc các bạn tồn tại, các bạn hít thở, các bạn suy nghĩ, các bạn hành động thì tất cả nó đều tạo ra sự rung động có liên quan tới câu ám thị đó. Và kết quả là vũ trụ sẽ mang đến cho bạn những cơ hội cùng tần số với những gì thuộc về bản chất con người của các bạn.
Nếu như ngay từ đầu các bạn đã không dám suy nghĩ là mình có thể trở nên giàu có, hoặc nếu có suy nghĩ thì cũng chỉ là những suy nghĩ vu vơ mà thôi, thì các bạn không thể nào đạt đến cái độ thẩm thấu mà Văn vừa nói ở trên. Thì lúc đó vũ trụ cũng không thể nào mang đến cho bạn những cơ hội, những phương pháp hoặc những người quý nhân có thể giúp đỡ bạn trở nên giàu có được. Thì việc dễ nhất mà các bạn có thể bắt đầu ngay từ hôm nay, đó là hãy gieo vào trong tiềm thức của mình những câu ám thị liên quan tới sự giàu có. Sau đây là 4 gợi ý của Văn. Các bạn có thể comment xuống dưới video này 4 câu ám thị sau. Rất nhiều người đã trở thành triệu phú, tôi cũng có thể. Rất nhiều người đang giàu có, tôi cũng có thể. Rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền, tôi cũng có thể. Rất nhiều người có nhiều nguồn thu nhập thụ động, tôi cũng có thể. Thì đây là 4 câu ám thị mà Văn gợi ý cho các bạn để các bạn có thể sử dụng và lặp đi lặp lại nó hàng ngày. Cách số 3 mà Văn muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thay đổi cảm xúc. Nếu như các bạn đã xem các video giải thích về lòng biết ơn của Văn, thì các bạn cũng biết là nếu một người sống với lòng biết ơn thì họ sẽ tạo ra tần số của sự giàu có và đủ đầy. Giống như Rhonda Byrne, tác giả của cuốn sách The Secret, có một câu nói về lòng biết ơn như thế này. Lòng biết ơn giống như cấp số nhân cho mọi thứ vậy. Khi các bạn biết ơn điều gì thì các bạn sẽ thu hút về gấp nhiều lần điều mà bạn đã biết ơn. Khi các bạn biết ơn một người khách hàng thì sẽ có rất nhiều người khách hàng khác đến với các bạn. Khi các bạn biết ơn 1 triệu đồng mà các bạn nhận được ngày hôm nay thì các bạn có thể thu hút về nhiều triệu đồng khác vào ngày hôm sau. Khi các bạn biết ơn một cơ hội đến với các bạn thì các bạn sẽ thu hút được rất nhiều cơ hội khác tới với bạn trong tương lai. Nhưng ngược lại với lòng biết ơn, đó là sự hơn thua, ganh ghét và đố kỵ. Nếu lòng biết ơn mang tần số của sự giàu có và đủ đầy, thì sự ganh ghét và đố kỵ sẽ mang tần số của sự thiếu thốn. Khi chúng ta mang trong mình tần số của sự thiếu thốn, thì chúng ta sẽ thu hút vào cuộc sống của mình sự nghèo túng. Vì vậy, để không thu hút sự nghèo túng vào cuộc sống của mình, thì khi chúng ta thấy một ai đó giàu có hơn mình, thành công hơn mình, nhiều tiền hơn mình, thì chúng ta không được cho phép bản thân mình có những cảm xúc ganh ghét và đố kỵ. Một mẹo cho các bạn trong trường hợp này đó là nếu như các bạn thấy một ai đó giàu có, nhiều tiền hoặc thậm chí là họ khoe khoang tài sản của mình ở trên mạng, thì thay vì chúng ta chê bai, hạ bệ hoặc nói xấu người đó, thì các bạn hãy đặt mình vào vị trí của họ và tận hưởng cái cảm giác giàu có chung với người đó. Văn lấy ví dụ, nếu như một ngày các bạn đang lướt ở trên mạng xã hội, các bạn vô tình thấy một ai đó đăng một tấm ảnh người ta chụp chung với chiếc siêu xe mới mua của người ta, thì các bạn hãy thử tưởng tượng xem nếu bản thân mình ngồi trên chiếc siêu xe đó thì cảm giác hưng phấn nó sẽ như thế nào. Hoặc nếu như các bạn thấy ai đó đăng một căn biệt thự mà họ mới vừa xây xong, thì các bạn cũng hãy tưởng tượng thử xem nếu bản thân mình được sống trong cái căn biệt thự như vậy thì cái cảm giác thành tựu nó sẽ như thế nào. Thì lúc mà chúng ta tập trung vào việc tận hưởng cái cảm giác giàu có thì chúng ta sẽ không còn thời gian để ganh ghét, để đố kỵ với người khác nữa. Có một từ mà Văn thấy các bạn hay sử dụng, đó là từ xin vía. Thì cái mẹo vừa rồi Văn chia sẻ với các bạn nó cũng giống như việc các bạn đang xin vía của người giàu vậy. Thay vì chúng ta ganh ghét, đố kỵ với những người giàu có hơn mình, thì chúng ta hãy vui vẻ và biết ơn rằng chúng ta đang sắp được hưởng lay cái vía giàu có đến từ họ. Bởi vì năng lượng có sự lan truyền và tất cả chúng ta đều có sự liên kết với nhau. Cách thứ tư mà Văn muốn chia sẻ với các bạn đó là giữ vững tư thế. Chắc các bạn cũng đã nghe qua câu là tâm sinh tướng và tướng sinh mệnh. Thì vấn đề về tâm chúng ta đã nói ở phần lời nói, tư duy và cảm xúc rồi. Tất cả những cách này nó đều hướng tới việc sửa đổi tâm tính của chúng ta. Còn một cách nhanh chóng và trực tiếp hơn đó chính là tướng sinh mệnh. Ngày nay nhiều bạn chọn cách phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình của mình, từ đó giúp thay đổi vận mệnh. Nhưng một khuyết điểm đó là không phải ai cũng có điều kiện để đi phẫu thuật thẩm mỹ, và nó cũng cần người tư vấn thẩm mỹ cho các bạn có kiến thức về nhân tướng học nữa. Và rất may mắn là vẫn còn một cách để giúp các bạn sửa tướng của mình vừa không tốn tiền, vừa nhanh chóng và chắc chắn là luôn luôn đúng với nhân tướng học, đó là sửa lại dáng của mình. Dáng ở đây đó là dáng đứng, dáng đi và dáng ngồi. Để sửa dáng thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần nhớ câu thần chú đó là đi thẳng, đứng thẳng, ngồi thẳng và nhìn thẳng. Khi đi thì các bạn chú ý vào bước chân của mình, phải đi ngay ngắn, thẳng hàng, không siêu vẹo. Khi đứng và khi ngồi cần phải thẳng lưng. Và khi các bạn nhìn thẳng thì các bạn sẽ không bị cúi đầu. Và khi các bạn không cúi đầu thì cổ của các bạn sẽ thẳng. Lúc này cả cơ thể của các bạn sẽ thẳng tắp như một đường thẳng. Tới đây thì có thể các bạn sẽ thắc mắc là giữ cho mình một tư thế thẳng tắp thì nó có liên quan gì tới việc giàu nghèo. Nếu xét về nhân tướng học thì một người đi đứng thẳng hàng và có ánh mắt luôn nhìn thẳng là một người có ý chí kiên định, làm việc và nói lời ngay thẳng, là người đáng tin cậy và dễ được giao cho những trọng trách lớn.
thì nói tới việc các bạn có ý chí kiên định thôi, nó cũng đủ giúp các bạn không thể nào nghèo rồi. Chưa nói tới việc là các bạn sẽ luôn được tạo cho những cơ hội và được giao cho những nhiệm vụ lớn nữa. Nguyên nhân thứ hai là xét về sự rung động ở những tư thế khác nhau. Thì cái này các bạn có thể làm thử nghiệm ngay bây giờ luôn ha. Thứ nhất là các bạn hãy thử trong cái tư thế co người, rụt cổ và khom lưng. Sau đó các bạn đọc câu ám thị đó là: tôi giàu có, tôi là triệu phú, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tiếp theo các bạn hãy đổi sang một tư thế khác, đó là tư thế thẳng lưng và ngẩng cao đầu. Lúc này các bạn hãy đọc lên câu ám thị là: tôi giàu có, tôi nhất định giàu có, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Thì lúc này các bạn sẽ có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự khác biệt giữa hai câu ám thị. Với cùng một câu ám thị nhưng sự rung động của các bạn tạo ra nó hoàn toàn khác nhau. Đối với tư thế cúi đầu khom người thì sự rung động mà các bạn tạo ra vô cùng yếu ớt. Và ngược lại, đối với tư thế thẳng lưng ngẩng đầu thì sự rung động mà các bạn tạo ra nó mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Khi mà các bạn sử dụng câu ám thị và các bạn tạo ra một sự rung động mạnh mẽ thì lúc đó các bạn cũng sẽ dễ dàng thu hút được sự giàu có về với các bạn. Thì đó là lý do vì sao chúng ta lại cần phải cải thiện tư thế của mình. Phương pháp thứ năm mà Văn muốn chia sẻ với các bạn đó là phối hợp hành động. Nếu như mà các bạn loại trừ ra tất cả những nguyên nhân không mong muốn như là chiến tranh, bệnh tật hoặc là bị lừa, bị cướp hết tài sản, thì nguyên nhân chủ yếu khiến cho con người chúng ta bị nghèo đó chính là sự lười lao động. Nếu như một người họ chăm chỉ lao động kiếm tiền, có thể vì một lý do nào đó họ chưa có thể nào giàu được, nhưng chắc chắn là người này không bao giờ nghèo. Thì lao động hay hành động nó chính là một liều vaccine giúp chúng ta kháng nghèo. Yếu tố hành động này Văn đã có giải thích rất chi tiết trong video làm ít được nhiều rồi. Nếu như các bạn chỉ có hành động trực tiếp thôi thì có thể các bạn phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực nhưng kết quả nhận về thì chẳng là bao nhiêu cả. Nếu như các bạn chỉ có hành động gián tiếp thôi thì các bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể đạt được thứ mà mình muốn. Chính vì vậy, để đảm bảo được kết quả mà các bạn nhận lại tương xứng với nỗ lực mà các bạn bỏ ra thì chúng ta cần phải có sự kết hợp hài hòa giữa hành động trực tiếp và hành động gián tiếp. Và phương pháp cuối cùng mà Văn muốn chia sẻ với các bạn đó là về yếu tố phong thủy. Khi các bạn biết được cái hướng tiền bạc của các bạn nằm ở đâu, thì trong bất cứ công việc gì có liên quan tới tiền bạc hoặc trong bất cứ việc gì đang tạo ra tiền cho các bạn, thì chúng ta luôn hướng mặt của chúng ta về hướng tiền bạc của mình. Ví dụ như hướng tiền bạc của Văn nó là hướng Đông Bắc, thì khi Văn làm những cái công việc có liên quan tới tiền bạc, những công việc kiếm ra tiền cho Văn, ví dụ như khi Văn ngồi làm việc hoặc khi Văn đi giới thiệu sản phẩm của mình, hoặc khi Văn đi ký hợp đồng với khách hàng, hoặc là khi mà Văn đứng Văn quay video như thế này, thì mặt của Văn luôn hướng về hướng Đông Bắc. Khi chúng ta xác định được hướng tiền bạc của mình nằm ở đâu và trong bất cứ công việc gì của mình chúng ta luôn hướng về hướng tiền bạc đó, thì lúc này công việc của các bạn nó sẽ diễn ra một cách dễ dàng, thuận lợi và suôn sẻ hơn. Lúc này dòng chảy tiền bạc nó cũng sẽ dễ dàng chảy về phía của các bạn hơn. Thì hiện tại Văn đang làm một cái ứng dụng về phong thủy trên website của Văn. Ứng dụng này sẽ giúp các bạn tính toán ra được số năng lượng cũng như hướng phong thủy của riêng các bạn. Khi nào hoàn thành, Văn sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng cái ứng dụng này. Vì vậy, để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Văn, thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký và cái chuông bên cạnh để có thể nhận những video có liên quan tới chủ đề phong thủy ha. Ok, thì vừa rồi Văn đã chia sẻ với các bạn 6 cách cực kỳ đơn giản mà các bạn có thể bắt đầu ứng dụng ngay từ hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tới đây. Văn chúc các bạn có thể thực hành một cách hiệu quả và nhanh chóng cải thiện được tình hình tài chính của mình. Cảm ơn các bạn.